Sau đây là máy bơm nước tự mồi, công suất 0.8 kW, 1 HP, 1 ngựa, điện 3 pha 380V nha. Đây là sợi dây nguồn, ta cấp điện 3 pha 380V để vận hành nha. Đây sẽ là tem của máy bơm, mã là 32FPZ11, lưu lượng là 4 khối trên giờ, cột áp là 11m, ống hút là 32mm, ống xả là 25mm, tốc độ là 3000 vòng, điện 3 pha. Ngoài ra thì quý khách cũng có thể sử dụng điện 1 pha nha, 3 pha 220, 1 pha 220V hoặc là 3 pha đều có sẵn hết.